Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ hai, chúng ta giao lưu với vườn ông Phạm Bá Dần, thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tôi gửi đến hình ảnh của ba tác phẩm si trong cuốn video này. Đây là cây si thứ nhất, cũng là những cây si mà chơi theo lối cổ, đang được đặt trên một cái bể rất là cũ. Đấy, rêu phong cổ kính. Mọi ngày các cụ chơi thì hay dùng những cái viên sỉ của lò vôi, lò ngói, lò gạch ấy. Thế là cái ném vào gốc cây thôi. Bây giờ cũng mốc hết tất cả rồi. Đấy, bóng dáng của một cây si đây. Cây này cao khoảng bao nhiêu anh ơi? 80 cm. Vâng. Đấy, phía trong cái phần rễ này ôm một cái lọ. Và toàn bộ thân cây đã mốc hết rồi. Toàn bộ cái bệ cây si, cái bệ sỉ, lò gạch, lò ngói đây này đã chìm hết trong nước hết, thả nước nhiều năm rồi. Đấy, nó cùn rễ và nó bọc kín lại luôn này. Bây giờ chỉ có sỉ và sỉ thệ và rễ thôi, chẳng còn tí đất nào đâu các bác ạ. Lấy đâu ra đất ở đây nữa. Đấy, những cái viên sỉ mà nó mốc, nó hòa cùng với cái màu rễ của cây si. Vâng, chúng ta di chuyển đến một cây si dáng trực, cũng là những cây si cổ với cái tuổi đời rất là cao đây. Vâng, được trang trí ở trong khuôn viên mà trước những căn nhà gỗ, nhà cổ thì tuyệt vời. Rất nhiều trái. Trắng hết nhá, lên trên ngọn này. Vâng, và bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây si búp đỏ.
Cây này cũng được thả nước toàn bộ, cũng chả còn tí đất nào cả, chỉ có bệ rễ để quắp chặt những cái viên đá san hô, đá thấm thủy. Đây. Đấy. Đá san hô này. Mà thả nước như thế này thì nó chỉ có giữ nguyên trạng này thôi. Càng ngày càng rêu phong và già đi thôi. Búp đỏ. Vâng, chúng ta giao lưu với ông Phạm Bá Dần qua số điện thoại 0984 974 266. Vâng, chia tay với ba tác phẩm si cổ, chúng ta đến với một cây đơn đỏ. Cái phần gốc của cây đơn đỏ này quá là tuyệt vời luôn. Với 5 nhánh thân. Đấy. Gốc này khả năng mình trồng hơi thấp anh ông Dần ạ. À nó lún nó tụt xuống. Một lúc nào đó lại phải nâng nó lên xong luồn đất xuống dưới. Nó lên phải khoảng độ phải đến 10 cm anh ạ. Để cho cái đế này nó bằng mặt chậu đi. Và tay của nó cách mặt chậu lên. Nó không ôm lấy mặt chậu như thế này, nó không sát mặt chậu như này. Chứ chính là cây này là form cây rất to đấy, không phải nhỏ đâu. Khi nổi lên bệ lên nhìn đẹp lắm, chứ để này nó hơi thấp này. Nó chìm này. Đấy, mà bóng cây nó tán rất tròn rồi. Vâng. Tuổi thì rất già rồi. Đúng vậy. Phải nâng nó lên mới được. Chậu này chậu Thái. Chậu Thái. Đúng rồi. Vâng, và ở cái vị trí này tôi thấy ông Dần lại có cây hoa giấy nhìn cũng nghịch ghê nhỉ. Cây dáng đổ treo này. Đấy. Trên một cái chậu cao này. Đây. Cái đường đi của cái phần lấy rễ làm thân mà nó gần như là treo, được móc trên cái miệng chậu để treo xuống rồi này. Đấy. Trông không hay à? Cũng khá đẹp đấy chứ. Tuyệt vời. Và kế tiếp là một số những cây xanh tầm nhỏ. Như cây này thì
một người bê gắng là được cái này. Đấy. Dáng cây rất điệu, cực kỳ là già luôn đấy. Lá nhỏ thế nhỉ, lá đã cô lại rồi. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh gửi đến một cái tác phẩm rất đặc biệt để cho chúng ta cùng nhau thưởng lãm này. À, trước hết tôi nói về cái chậu đã. À, hình dáng chậu và chân ấy, có thể mô phỏng như là một cụ rùa. Trên lưng của cụ rùa là cõng một tác phẩm bám đá được thả nước nhiều năm nay rồi. Đó là Xanh Si Đa Lộc. Và đó là gồm 4 cây trên một cái núi đá này. Đầu tiên nói về cây xanh trước. Đây là cây xanh này. Gần như là hóa thạch luôn nhé các bác, trắng tinh hết cây xanh đây. À, nghệ nhân đã đưa bốn loại cây trên một cái quả núi. Đấy, cây xanh này. Và bên cạnh là cây si đây. Cây nào cũng đều chung một màu, đều như là hóa thạch rồi đây, lẫn vào màu đá luôn nhé. Đây là cây si đấy. Và cây si có cái phần ngọn cao nhất trong số các loại cây để vượt lên trên đỉnh núi đây, nhánh cây si đây. Dằm nó dày sụ lại này. Và đây là cây đa. Đấy, Xanh Si Đa này. À, rồi đến cây lộc. À, chúng ta nhìn thấy cây đa cũng đường đi cũng như là một con rồng. À, cây nào cũng uốn lượn rất dẻo nhé. Và đây là cây lộc vừng. À, các bác nhìn cái lục vừng mà lá nó bé như là lá xanh. À, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Là một. Hai nữa là cái đường nét đi của cây lục vừng từ trong vách núi lao ra này. Chênh vênh này đây. Đấy, lao ra ngoài này. Sau đó mới vươn lên. Để bao nhiêu năm trời để có một cái cây lục vừng mà địa y nó trắng da hết ngoài này. Lúc được không khó chịu rồi đấy. Đây. Đấy. Mà lá này như là lá xanh luôn nha các bác. Thế tôi không chịu được. Đấy. Lâu đời những cái này lâu đời chưa? Lâu quá, chơi cái bộ này lâu quá rồi đấy. Mình chả nói đến tuổi đấy đâu, chỉ biết là quá lâu rồi. Cái bể đấy. Cổ đến thế này còn cổ đến đâu nữa. Đấy, đây là cái phần gốc của cây xanh nó toài ra cả phía bên này, này. Đó là Xanh Si Đa Lộc.
Vâng, đây là vế phải của cây. Nhìn có cái phối cảnh. Chính ra cái này ở lưng chừng núi có một vài con hươu này, có một cái đường đi lên này, chạy xung quanh sườn núi này. Nhìn hấp dẫn lắm. Coi như là một cái cảnh sơn thủy thu nhỏ mà. Đẹp đấy. Vâng, và với cái tác phẩm xanh si đa độc, những cây cổ trên những cái bể cổ như thế này, Đỗ Sinh xin khép lại cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp cuốn sau, tiếp tục khám phá vườn anh ông Phạm Bá Dần, thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, với nhiều những cái tác phẩm xanh Nam Điền rất đẹp ở những cái cuốn video tiếp theo nha các bác, chúng ta cùng nhau thưởng thức.